quý vị thấy một cảnh này có lạ và có quen hay không. Những hình ảnh mà những người mà buôn bán ở trên xe như vậy thì rất là phổ biến trong thập niên 90. Đoạn phim này dân ghi hình vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, tức ngày 23 tháng 4 âm lịch. Và đây là chuyến đi của Nhân cùng anh chị trong gia đình đi về An Giang để hành hương, chiêm bái và tham dự lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam. Chuyến đi này do cửa hàng xe gắn máy Thành Tài ở Thủ Đức tổ chức và Nhân được chị họ đăng ký cho đi chung. Từ 6 giờ sáng thì tất cả mọi người đã tập trung tại cửa hàng xe gắn máy Thành Tài ở Thủ Đức và 7 giờ là xe khởi hành đi Châu Đốc. 6 giờ sáng thì xuất phát ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Thì bây giờ là 11 giờ rưỡi thì có mặt ở tại Cần Thơ. Thì buổi trưa thì còn dùng cơm ở chỗ quán cơm ở khu vực Cần Thơ này. Đây là quán cà phê Giỏng. Và chủ cà phê Giỏng này là cho thuê đất để cho người ta mở cái quán cơm này. Đây bà chủ. Sau khi ăn trưa tự túc xong thì tiếp tục chuyến hành trình để đến với lại lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam. Đây là một cái lễ hội đặc sắc có từ lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Ngày 19 tháng 12 năm 2014 thì lễ hội vía bà Châu Đốc núi Sam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống, và mọi người cũng đang rất là háo hức muốn đến được vía bà và tham dự lễ hội này. 2 giờ thì còn tới khách sạn để mà chuẩn phòng. Thì bây giờ anh chị em trong gia đình di chuyển lên chỗ chùa bà. Bây giờ là 2 giờ rưỡi ngày 10 tháng 6, tức là 23 tháng 4 âm lịch, là cái ngày lễ hội vía bà Châu Đốc. Tôi đang đi bộ để đi vào khu vực mà chùa bà. Ở phía bên đây là chùa Phật Thầy Tây An. Phía kia nếu mà đi thẳng kia là tới lăng ông Thoại Ngọc Hầu. Này có hai bạn nữ bán việt lót gì đây, dù có nón. Support. Ê, hiện tại thì có lẽ là vẫn chưa đông lắm. Theo nhiều người đã đi rồi chia sẻ thì đông nhất là thời gian là buổi tối. Tối nay là có cái lễ tắm bà cho nên nó rất là đông, là đoàn thể khách tham quan đến đây để mà chiêm bái với bà. Dọc trên con đường đi vào với bà thì bán mắm. Ví dụ bên đây có cái tiệm mắm Cô Thảo 4 số 9, rồi có những cái phòng trọ, rồi bán trái cây. Ở đây là cổng vào khu vực miếu bà. Đây thì ở ra xin phép được tắt máy chút xíu để đeo khẩu trang vào. Okay.
Sau khi đã thắp nhang ở khu vực miếu bà xong thì anh chị em trong gia đình thuê xe ôm để mà lên khu vực mà bệ đá Sa Thạch, nơi mà bà ngự trước khi đến với lại miếu bà. Thì giá xe ôm ở đây là họ báo là 60.000 đồng một người cho một lượt, và gia đình nhân cũng đã thuê xe ôm để lên khu vực mà bệ đá Sa Thạch để mà thắp nhang lạy bà. Từ ở chùa bà này lên trên đó thì bao xa thưa chị? Để chiều cao lên là 80 mét. À, còn đi gắn máy này mình lên mất bao lâu? Khoảng 15-20 phút hả? Truyền thuyết kể rằng cách đây hơn 200 năm, núi Sam còn hoang vu, dân làng lên núi phát hiện pho tượng cổ ngồi trên bệ đá Sa Thạch. Trong thời gian đó, quân Sim thường xuyên quấy nhiễu nước ta. Có lần chúng lên đỉnh núi Sam thì gặp pho tượng cổ này. Dù nhiều lần ra sức khiêng tượng xuống núi, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển được, nên phải bỏ lại. Dân làng thấy vậy có ý muốn thỉnh tượng xuống núi để gìn giữ và phụng thờ. Thế là bao nhiêu thanh niên trai tráng lực điền được huy động, nhưng không sao nhấc nổi pho tượng lên được. Các bô lão trong làng cầu khấn, thì có một bé gái đang đùa giỡn bỗng dưng ngồi lại, mặt đỏ bừng, đầu lắc lư mách bảo: "Hãy chọn ra chính cô gái đồng trinh để đưa bà xuống núi." Lạ thay, chính cô gái khiêng tượng bà đi một cách nhẹ nhàng xuống đến chân núi, tượng bỗng nặng trịch, không nhấc nổi. Dân làng hiểu rằng bà muốn ngự nơi đây để lập miếu thờ. Ban đầu, miếu bà được xây dựng đơn sơ bằng tre lá. Sau nhiều lần trùng tu, miếu bà mới được hoàn chỉnh và khang trang như hiện nay. Sau khi mà đi chùa bà xong thì gia đình thì đi lên trên núi. Đây ghi dòng chữ là bệ đá Sa Thạch. Thì ngày trước là nơi ngự của tượng bà chú xứ. Đây là khu vực mà bệ đá Sa Thạch ở núi Sam là nơi ngự của tượng bà chú xứ ngày xưa. Thì phía bên này thì họ bán cái đồ cúng. Này bằng gỗ hay là bằng nhựa chị? Gỗ ha. Đây là đồ lễ để cúng bà. Tối nay là 23 tháng 4 sẽ diễn ra lễ tắm bà. Thì nhân đi chung với đoàn của cửa hàng xe gắn máy Thành Tài ở tại thành phố Thủ Đức. Đây là những cái mâm đồ lễ để cúng bà, 20 mâm với lại là một cặp hoa và một cặp nến. Cho quay cái nha. 1, 2, 3. Những mâm quả này thì đều được mọi người chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì là trước đó 3 giờ chiều là đã có thông báo từ ban tổ chức rằng mời các thành viên xuống sảnh khách sạn để tiến hành là trưng bày lễ vật lên mâm, sau đó là gói giấy kiến và phân chia các thành viên nào sẽ bưng mâm nào, thành viên nào sẽ bưng mâm giấy tiền, thành viên nào sẽ bưng mâm trái cây, để buổi tối là cứ thế
mỗi người sẽ mừng một mâm đi ra xe và đến là tham gia lễ tắm bà. Và khi mà cả đoàn bưng mâm quả ra xe thì lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt, một cơn mưa lớn đã kéo xuống. Thì cả đoàn không di chuyển bằng xe 45 nữa mà di chuyển bằng xe 16, thì chia thành nhiều lượt để mà di chuyển qua khu vực miếu bà. Mặc dù từ khách sạn mà đi qua miếu bà chỉ có vài cây số thôi, nhưng mà do trời mưa lớn nên là cả đoàn phải di chuyển bằng xe, và chưa kể mâm quả thì cũng được đem lên xe và ôm chặt vào lòng. Thật là may mắn khi mà đến với điện bà thì mưa đã nhẹ hạt, thì mọi người cũng tranh thủ để mà đi tiến dần vào trong điện bà để sắp xếp lại mâm quả, và cũng như là đợi thông báo từ ban tổ chức khi mà họ sẽ thông báo đoàn nào sẽ vào viếng trước, đoàn nào sẽ vào viếng sau. Bây giờ là tối 21 giờ ngày 23 tháng 4 âm lịch, thì chỉ có những đoàn đăng ký mới có thể được vào được trong khu vực mà viếng bà mà thôi. Từ 5 giờ chiều ngày 23 tháng 4 âm lịch thì ban tổ chức lễ hội viếng bà núi Sam thì đã đóng cửa không cho khách tham quan được, thì để những đoàn có thể là vào lạy bà cũng như là xem với lễ tắm bà thì phải đăng ký trước, và họ sẽ cấp được hai loại thẻ, thẻ màu xanh này. Quý vị khán giả thấy rằng là thẻ này thì chỉ có thể là vào đây là viếng bà, là vào đây đốt nhang rồi sau đó phải đi ra, và ban tổ chức sẽ thu lại cái thẻ này. Còn riêng tấm thẻ này thì sẽ được ở lại xem cái lễ tắm bà. Hàng năm, miếu bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt du khách ở khắp nơi trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm bái, đông nhất là vào thời điểm diễn ra lễ viếng bà Chúa Xứ núi Sam từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Lễ hội viếng bà Chúa Xứ núi Sam được thực hiện theo nghi thức truyền thống gồm lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Trong đó, ngày 22 tháng 4 sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng bà từ bệ đá sa thạch năm xưa trên đỉnh núi Sam về miếu bà. Đến đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 4 sẽ cử hành lễ tắm bà. Lễ túc yết và lễ xây chầu là hai lễ chính sẽ được cử hành vào đêm 25 rạng sáng 26 tháng 4 âm lịch, với nghi thức cúng tế cầu cho mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu, một mùa màng bội thu, dân chúng khỏe mạnh yên vui, và kết thúc lễ hội viếng bà Chúa Xứ núi Sam vào ngày 27 tháng 4 sau khi cử lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Năm 2001, lễ hội viếng bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Từ đó, ngoài phần lễ truyền thống, phần hội được tổ chức sôi nổi với các chương trình sân khấu hóa, tuần lễ văn hóa thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ dân tộc, múa lân sư rồng phục vụ các du khách. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, lễ hội viếng bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Sau khi đã đem các mâm quả vào dân cúng bà xong thì mọi người sẽ bưng những mâm quả này ra để mà tập trung ở cái khu vực mà do ban tổ chức quy định, thì mọi người sẽ chia nhau những cái trái cây này đem về lại khách sạn coi như là hưởng hương lộc, và bên cạnh đó thì còn những cái xôi á thì mọi người sẽ chia ra nhau, mỗi người dùng một miếng coi như là lấy lộc bà. Xôi đây là xôi sầu riêng rất là ngon, rất là thơm mùi sầu riêng. Sau khi mà đã cúng xong thì các đoàn đều ngồi đây đợi để mà tận mắt nhìn thấy cảnh tắm bà. Bàn ghế cũng được ban tổ chức đã thu dọn. Thank you.
xin phép được đeo khẩu trang, bởi vì quy định ở đây là bắt là mọi người vào đây vía bà thì phải đeo khẩu trang. Tôi tên là Phương. Xin hỏi anh rằng là anh đã bao giờ đến với chợ Đống Sang này chưa thôi? Tôi đã đến đây nhiều lần vào những lễ Tết để lễ viếng bà và cầu mong một năm bình an. Và anh đã từng xem cái lễ tắm bà này bao giờ chưa thưa anh? Đây là lần đầu tiên tôi đây đến cái lễ tắm bà, mà tôi cũng đang hồi hộp để chờ xem cái lễ nó như thế nào. Thì khi mà đến đây cúng vậy đó, anh có cầu mong ước nguyện gì không thưa anh? Trước hết thì đến đây thắp nhang lại bà, thì tôi cũng cầu cho gia đình bình an, có nhiều sức khỏe. Khi bức màn dung được kéo lại thì việc tắm bà bắt đầu. 4 đến 5 cô gái sẽ bước vào trong để tắm bà. Đầu tiên là cởi mão khăn đội trên tượng, rồi lần lượt đến đai áo, áo trong, áo ngoài để lộ toàn bộ pho tượng đá bằng sa thạch ở tư thế ngồi. Dưới chân tượng bà được đặt một chậu nước nhỏ đựng nước hoa xông lên thơm ngát. Hàng chục chiếc khăn được nhúng vào chậu, vắt khô rồi lau lên cốt tượng. Sau đó, một mâm đầy lọ nước hoa lõi đắt tiền được chân lên, mỗi lọ đều xịt một ít vào tượng cốt, xong trả lại cho gia chủ. Kế đến, một bộ áo đẹp nhất dân cúng trong kỳ lễ hội được khoác lên tượng, thắt dây đai và các bộ phận khác, cuối cùng đội mão lên tượng. Bây giờ là 12:45 sáng ngày 11 tháng 6. Lúc này mọi người bây giờ đang nhốn nháo. Lúc này là 1 giờ sáng thì tấm màn đã được kéo lại. Bây giờ mọi người vỗ tay lên hò. Tấm bà đã xong thì mọi người rất là hân hoan. Mọi người bắt đầu là chen lên để mà vào. Lễ tắm bà xong, bức màn được kéo qua một bên, mọi người chen nhau đến gần để được chiêm ngưỡng, khấn vái. Ai cũng cố đến sát bệ tượng để xin lộc bà là một vài cành hoa hay một vài trái cây để trên bàn. Lễ tắm bà thường kéo dài khoảng 1 giờ, sau đó mọi người được tự do lễ bái. Lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một lễ hội mang bản sắc dân tộc đậm nét, nhưng cũng chứa đựng nhiều màu sắc địa phương Nam Bộ. Thật sự, đây là một lễ hội văn hóa dân gian đáp ứng nhu cầu văn hóa xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là một vài hình ảnh ngắn về lễ hội tắm bà Chúa Xứ Châu Đốc Núi Sam diễn ra vào tối ngày 23 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 10 tháng 6 năm 2023. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem. Xin chân thành kính chào và hẹn gặp lại. Thông qua video này, Nhân xin chân thành cảm ơn cửa hàng xe gắn máy Thành Tài ở thành phố Thủ Đức đã cho Nhân được đồng hành cùng đoàn để tham dự lễ vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023. Và cũng xin chân thành cảm ơn chị của Nhân là chị Trang Đài đã nhắn tin và đăng ký cho Nhân tham dự chuyến đi này từ vài tháng trước. Cái này cũng trước nè, cũng chính nè. Còn đi cửa sau.
nào quá trời.